Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Minh Hải miền Đông trở lại để gửi tới quý vị các bạn với một câu chuyện vô cùng cay đắng và xót xa đối với một cặp vợ chồng. Và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay để quý vị lắng nghe, bình luận và chia sẻ. Sau đây, tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lặng người trước bí mật vợ che giấu, tôi không ngờ cô ấy lại dám làm việc tày đình đến như vậy. Vợ tôi là một bác sĩ sản khoa, còn tôi lại làm về xây dựng. Hai vợ chồng hai nghề đi suốt, nhiều khi chẳng gặp nhau. Vợ làm bác sĩ đi trực liên tục, mới cưới mà vợ chồng chẳng có thời gian bên nhau. Hay là một ngày nghỉ trọn vẹn cả. Cô ấy yêu nghề, đam mê cống hiến, tôi cũng tôn trọng. Vợ chồng tôi chứ có con, tôi cũng không khắt khe việc cô ấy phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Cưới hơn một năm, chúng tôi mới có tin vui, tôi mừng lắm. Mấy lần đưa vợ đi siêu âm, nhìn hình ảnh con tôi hạnh phúc khôn xiết. Chúng tôi không quan trọng con trai hay con gái, nên chẳng cần biết giới tính của chúng nó. Chỉ mong sao con khỏe, bình an là chúng tôi mừng rồi. Vợ bầu bí, tôi thu xếp dành thời gian về nhà nhiều hơn, đỡ đần việc nhà. Trộm vía cô ấy khỏe, bầu bí vẫn đi làm bình thường. Còn tôi thì cũng hơi lo, vợ thì bụng to, trong viện cứ chạy đi chạy lại suốt. Quá ngày dự sinh vợ chưa đẻ, cô ấy phải mổ vì thai già ngày tuổi. Hôm đó chẳng hiểu sao lại đông bệnh nhân như vậy. Vợ tôi vừa ra thì có một sản phụ trở dạ, đẻ gấp phải đưa luôn vào phòng sinh. Ngồi ngoài sốt sắng lo cho vợ sinh. Hơn một tiếng sau, đèn phòng sinh cũng tắt. Y tá bế ra hai đứa trẻ và trao cho tôi bảo: "Chúc mừng anh, chị nhà sinh đôi hai bé gái, anh đón con nhé." Bất ngờ, hạnh phúc đến tột độ vì vợ sinh an toàn, con khỏe mạnh. Con gái cũng được, tôi cũng thích có con gái mà. Sau này vợ muốn đẻ thêm thằng cu nữa cũng không sao. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy có gì đó sai sai. Vì lúc bầu, vợ siêu âm chỉ có một thai, sao giờ lại đẻ ra hai đứa? Hỏi bác sĩ, họ nói có thể do kết quả siêu âm thai có thể nhầm lẫn. Vợ tỉnh lại cũng khá bất ngờ khi biết mình mang song sinh. Nhưng lời của bác sĩ khiến tôi khó hiểu mông lung vô cùng. Y học giờ hiện đại, sao có thể sai được chứ? Càng nghĩ tôi càng khó hiểu. Cho đến khi người nhà và bạn bè vào thăm vợ tôi, họ thắc mắc tại sao hai đứa sinh đôi nhưng lại khác nhau hoàn toàn về ngoại hình như thế. Đứa mặt tròn, đứa mặt dài, đứa mắt to, đứa mắt tí hí, mà vợ chồng tôi đều mắt tròn, mắt nhỏ. Thấy có gì đó sai sai, tôi nghi ngờ trong thời gian trước vợ có qua lại với người đàn ông khác nên mang thai con anh ta và con tôi cùng lúc. Sự ghen tuông khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình mà nổi đóa lên. Tôi tra khảo cô ấy, nhưng vợ vẫn không thừa nhận và nói đó là con của tôi. Bước đường cùng, tôi lấy mẫu tóc của hai đứa đi xét nghiệm ADN cùng tôi để kiểm chứng. Ngày có kết quả, tôi chết sững khi đứa chị là con tôi thật, còn đứa em thì không. Vậy là sự suy luận của tôi đã đúng, vợ ngoại tình có con với người khác thật. Nhưng làm sao có thể mang song thai con hai người khác nhau chứ? Điều này tôi thấy thật phi lý, càng nghĩ càng rối. Tôi mang kết quả xét nghiệm về tra khảo vợ và dọa ly hôn nếu cô ấy không nói ra sự thật. Ép mãi, nổi nóng, vợ mới run rẩy tâm sự: "Đúng là bé thứ hai không phải con anh, cũng không phải con của em. Anh nhớ cô gái trẻ vào đẻ ngay sau em chứ? Cô ấy 19 tuổi, lầm lỡ có con và chưa có chồng. Cô ấy xin các bác sĩ sinh xong gửi lại con ở bệnh viện. Cô ấy không thể đưa đứa bé đi cùng." Nghe thấy vậy, em xót đứa nhỏ quá mà nhận nó làm con nuôi.
nhờ tất cả ekip đỡ đẻ hôm đó che giấu sự thật này. Vì sợ anh thắc mắc, lúc bầu siêu âm một thai, đẻ lại hai, nên em nhờ ekip đỡ đẻ tiếp tục nói dối, trước đó siêu âm có thể đã sai, nhưng có lẽ em không lừa được anh rồi. Lặng người trước bí mật kinh hoàng vợ che giấu, tôi không ngờ cô ấy lại cao cả đến mức đó. Nhưng vợ thừa nhận, hiểu nuôi một đứa trẻ tốn kém đến như thế nào, vất vả thế nào mà cô ấy còn nhận về. Nó có phải con tôi đâu mà tôi phải nuôi chứ. Theo mọi người, tôi nên làm như thế nào đây? Vâng, kính mời quý vị các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Chồng đại gia sốc nặng trước kết quả ADN của hai đứa con sinh đôi. Hơn 5 năm nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình, đã có lúc Tuấn nghĩ mình thật may mắn khi lấy được người vợ như Hà. Một cô gái chân chất, không màu mè, không cầu kỳ và không vụ lợi. Hà đã quen Tuấn thật tình cờ mà không thể biết được sự giàu có của anh ta. Điều đó khiến Tuấn rất tin tưởng. Anh tin rằng tình yêu anh dành cho cô và những gì cô dành cho anh hoàn toàn không có yếu tố vật chất. Vì giàu nên Tuấn sợ, Tuấn mất niềm tin vào cuộc sống. Anh sợ những người phụ nữ xinh đẹp ngoài kia chỉ dòm ngó túi tiền của anh. Khi gặp và quen Hà, anh đã biết đây chính là cô gái phù hợp với mình. Căn biệt thự nguy nga lộng lẫy đã làm Hà choáng ngợp. Nhưng cô không hề vui mừng mà còn giận anh đã giấu giếm sự giàu có của mình. Hơn 2 tháng giận hờn, anh mới có thể làm lành được với Hà. Và sau những hiểu lầm đó, hai người yêu thương nhau vô cùng, tiến tới hôn nhân. Cuộc sống của Tuấn và Hà dường như vô cùng viên mãn. Anh chăm sóc vợ con hết mình, chiều chuộng Hà. Còn cô cũng là một người biết điều, biết đối nhân xử thế. Dù không tương xứng gia cảnh, nhưng bố mẹ Tuấn lại vô cùng quý mến sự đôn hậu, nhẹ nhàng của con dâu. Tuấn lấy làm hài lòng và vẫn luôn tin sự lựa chọn chính xác của mình. Chỉ là khi hai đứa con trai sinh đôi ngày một lớn, Tuấn nhận được nhiều câu nói bóng gió. Sao con gì mà chẳng có nét gì giống bố? Tất nhiên, Tuấn chưa bao giờ tin những lời nói đó. Nhưng lâu dần, thấy thói quen ăn uống cùng như sở thích của các con khác xa mình, lại không thấy các con có nét gì giống mình, Tuấn bắt đầu có chút âu lo. Anh không muốn làm mọi chuyện có lỗi với vợ, nhưng anh vẫn không an lòng nếu không xác thực được đó chính xác là con của mình. Âm thầm giấu giếm vợ, mang con đi xét nghiệm ADN với suy nghĩ chỉ thử cho yên tâm. Nhưng khi nhận được kết quả trên tay, Tuấn đã ôm mặt khóc. Người phụ nữ anh tin tưởng, hai đứa con anh cưng nựng hết mình, còn tính sẽ để cả gia tài kết sổ này cho con. Nào ngờ đều là không phải con của mình. Anh không tin vợ anh có thể làm điều đó với mình. Một cô gái không vụ lợi, không toan tính là yêu anh hết lòng như thế, sao lại có thể lừa dối anh? Anh mang kết quả về nhà, lòng nặng chịu, định sẽ làm lớn mọi chuyện, nhưng anh vẫn tin chắc chắn phải có lý do gì đó. Anh gọi Hà vào phòng rồi nói chuyện nghiêm túc. Nước mắt lăn dài, Hà khóc xin anh tha thứ. Cô không có gì để nói, cô chỉ mong anh có thể tha thứ cho ba mẹ con cô. Và nếu anh muốn, cô sẽ lập tức bỏ nhà ra đi, không cầu gì hết. Đó là sai lầm của Hà. Khi cô quyết định đến với anh thì thực sự cô biết mình đã mang bầu được hơn một tháng. Đó là lý do cô xin sớm hơn dự định. Nhưng ai cũng cho rằng vì sinh đôi nên đẻ non. Anh cũng không để ý chuyện đó. Nhưng bây giờ anh đã tin đó là sự thật. Hà không nỡ bỏ con của mình, và càng không thể khi biết đó là một cặp sinh đôi. Cô đã lợi dụng anh, nhưng cô nguyện dành cả cuộc đời này để báo đáp ân tình. Và mấy năm qua, cách Hà sống cũng là minh chứng cho việc chuộc lỗi về những gì cô đã gây ra. Anh nhìn vợ, nhìn hai đứa con mà xót trong lòng. Anh cũng không đành lòng bỏ chúng, nhưng nghĩ đến chuyện nuôi con của người khác, anh thực sự không thể nào yên tâm. Chỉ là có lẽ sự vị tha, bao dung của người vợ, sự đáng yêu của hai đứa con lại một lần nữa làm anh phải suy nghĩ lại. Chỉ hận là sau nhiều năm lựa chọn, sau nhiều lần từ chối hết người này đến người khác để chọn Hà, cuối cùng Tuấn vẫn bị lừa một vố cay đắng. Anh đành cứ như vậy mà buông xuôi cho đến khi có thể chấp nhận hoặc là không.
bao giờ. Vâng, kính mong quý vị lắng nghe bình luận về hai câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.